Trước vòng 38 Premier League, ngày phán quyết, Premier League mùa này đã duy trì cả 3 cuộc đua đến ngày cuối cùng. Tất cả sẽ được định đoạt vào tối Chủ nhật 22 tháng 5. Premier League đang có một mùa giải hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi các cuộc đua vô địch, đua giành vé Champions League và đua châu Á đều chưa hoàn thành kết thúc trước vòng đấu cuối cùng. Ở cuộc đua vô địch, Man City bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào cúp bạc khi bị West Ham cầm 2 đều ở vòng trước. Dù vậy, Pep Team vẫn nắm quyền tự quyết khi hơn Liverpool 1 điểm và được tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Etihad. Chỉ cần thắng Aston Villa, Man City sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Liverpool và Wolves. Trong trường hợp hòa hoặc thua, họ sẽ phải chờ Liverpool xẻ chân để không mất ngai vàng. Thực tế, Liverpool dường như đã có định từ bỏ cuộc đua này vì hiểu rõ sức mạnh của Man City. Sau khi Man City bị West Ham cầm hòa, huấn luyện viên Klopp chỉ tung ra đội hình dự bị thi đấu với Southampton. Đây là quyết định nhằm giữ sức các trụ cột cho trận chung kết Champions League với Real Madrid sắp tới. Với việc Fabinho, Van Dijk và Salah lần lượt gặp các vấn đề về sức khỏe, Klopp rõ ràng phải rất thận trọng. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Liverpool tiếp tục xoay vòng cầu thủ trong trận hạ màn Premier League với Wolves. Người ngoài cuộc cho rằng đây là trận đấu quyết định của The Cop, nhưng họ có thể suy nghĩ khác. Liverpool sẽ ra sân quyết thắng nhưng sẽ không phải bằng mọi giá. Họ vẫn cần giữ cho mục tiêu quan trọng hơn, mục tiêu mà họ có quyền tự quyết. Chỉ số phục của Liverpool đang kém xa Man City, vì vậy họ chỉ lên ngôi vô địch trong trường hợp duy nhất. Họ thắng Wolves trong khi Man City không thắng Aston Villa. Nói cách khác, Liverpool không có quyền tự quyết và họ cần toan tính nhiều hơn. Trong khi đó, cuộc đua giành vé cuối cùng giữa Champions League mùa sau giữa Tottenham và Arsenal cũng kịch tính đến phút chót. Arsenal đã tự bắn vào chân mình khi thua Newcastle 0-2. Lúc này, pháo thủ rơi vào thế cực kỳ bất lợi khi kém Tottenham 2 điểm. Đáng chú ý, cả Arsenal và Tottenham đều gặp các đối thủ đã yên vị. Arsenal tiếp Everton trong khi Tottenham làm khách của Norwich. Nếu không có gì bất ngờ, cả hai sẽ cùng thắng và Tottenham sẽ đoạt vị trí thứ tư chung cuộc. Cuối cùng, cuộc đua châu hạng là câu chuyện thú vị giữa Nice và Burnley. Cả hai đều thay tướng giữa dòng để chạy trốn tử thần. Họ đã có những giai đoạn lên xuống đầy cảm xúc trong những tuần vừa qua. Bây giờ, cả hai còn duy nhất một trận để sửa sai cho cả mùa giải. Burnley và Nice đang có cùng 35 điểm, nhưng Burnley vượt trội vì hiệu số bàn thắng thua, -18 so với -38 và có lợi thế rõ ràng hơn. Nice không có quyền tự quyết, ngay cả khi thắng Brentford, một nhiệm vụ rất khó khăn, Nice vẫn phải chờ kết quả trận đấu giữa Burnley và Newcastle. Trong khi đó, Burnley chắc chắn sẽ chủ hạng nếu có kết quả tương tự với Nice. Rangnick chỉ ra vấn đề lớn nhất Ten Hag cần cải thiện ở MU. Ralf Rangnick cho rằng vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất mà Erik Ten Hag cần cải thiện ở MU là tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ. Man City đang trải qua một mùa giải tệ hại hiếm thấy sau 37 vòng đấu, Quỷ Đỏ đang chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Nếu không thắng Crystal Palace ở trận đấu hạ màn, thầy trò viên Ralf Rangnick có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Xuất dự Conference League cúp hạng 3 châu mùa tới, có quá nhiều vấn đề khiến MU thi đấu thảm hại, nhưng Ralf Rangnick cho rằng tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất mà huấn luyện viên Erik ten Hag cần khắc phục cả mùa giải tới. Theo huấn luyện viên người Đức, các cầu thủ MU đã đánh mất sự tự tin và đoàn kết kể từ sau khi thua Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Phát biểu trước báo giới, Ralf Rangnick nói: "Kể từ sau trận thua Atletico Madrid, chúng tôi đã không còn tìm lại được chính mình. Các cầu thủ đánh mất sự tự tin, tâm lý chiến đấu và tinh thần đồng đội. Đối với tôi, nỗi thất vọng lớn nhất là không phát huy được tinh thần đoàn kết. Đây là vấn đề lớn nhất. Trước đó chúng tôi đã phòng ngự không tệ, nhưng mọi thứ không diễn ra một cách ổn định sau khi bị loại khỏi Champions League." Bên cạnh đó, Rangnick kêu gọi các cầu thủ cần nỗ lực để bảo vệ vị trí thứ 6 sau sự Europa League mùa tới. Ông nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng sẽ có một sự khác biệt lớn nếu một câu lạc bộ như MU thi đấu ở Europa League hơn là Conference League. Bạn có thể thấy một câu lạc bộ như Frankfurt, họ kết thúc ở một nửa dưới bảng xếp hạng Bundesliga nhưng đã vô địch Europa League và đủ điều kiện dự Champions League, rõ ràng là một động lực để chúng ta phấn đấu." Cuối buổi họp báo, Rangnick hy vọng Bayern và Erik ten Hag sẽ mang tới tâm lý tốt để đưa câu lạc bộ đi đúng hướng và trở lại đỉnh cao. Nhưng cựu huấn luyện viên Leipzig cũng khẳng định, ngay cả khi đi đúng hướng, Quỷ Đỏ cần ít nhất 2 hoặc 3 mùa nữa mới có thể trở lại thành thế lực hàng đầu ở nước Anh. Người đại diện bóng gió khả năng sao Ajax đến MU. Trung vệ người Hà Lan Jurrien Timber có thể là một trong cầu thủ Ajax theo chân huấn luyện viên Erik ten Hag đến Man United. Huấn luyện viên Erik ten Hag hiện đang có mặt tại London, nhưng quân người Hà Lan đến thủ đô nước Anh vào thứ tư theo giờ địa phương để chờ tiếp quản Man United từ tay huấn luyện viên Ralf Rangnick sau trận Quỷ Đỏ làm khách Crystal Palace tại vòng 38 Premier League 22 tháng 5.
Trước khi đến xứ sở sương mù, huấn luyện viên Erik ten Hag đã gửi bài nhạc mai tức dự án tái thiết đội bóng, đặc biệt là công tác chuyển nhượng. Theo Sky Sports, hai cầu thủ Quỷ Đỏ đầu tiên bị nhà cầm quân Hà Lan loại khỏi kế hoạch là Eric Bailly và Wan-Bissaka. Song song với việc thanh lọc lực lượng, huấn luyện viên ten Hag còn đệ trình danh sách mua sắm của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trong số cầu thủ, vị huấn luyện viên 52 tuổi muốn liên với Old Trafford có một số học trò của ông tại Ajax, điển hình là Ruben Timber. Trước tin đồn Mai Tức đang đàm phán chiêu mộ Ruben Timber, Forza Sports Group, công ty đại diện của hậu vệ người Hà Lan, vừa đăng tải thông điệp bóng gió về tương lai của thương vụ này. Cụ thể, Sports Group đăng tải một clip về hình ảnh tại một sân bay kèm chú thích giờ giao dịch kết thúc. Theo The Sun, động thái của Sports Group cho thấy Ruben Timber có thể sắp ký hợp đồng với Mai Tức trước khi đại diện của trung vệ 20 tuổi đăng tải thông điệp nói trên. Khi được hỏi về tương lai của cậu học trò, Ruben ten Hag nói: "Theo tôi, tất cả các đội bóng lớn trên thế giới đều quan tâm đến Timber. Không chỉ Timber, tất cả rất nhiều cầu thủ Ajax cũng nằm trong tầm ngắm của họ." Một ngày trước khi đại diện của Timber bóng gió với khả năng hậu vệ người Hà Lan gia nhập MU, Antony cũng công khai cho hay sẵn sàng theo chân huấn luyện viên ten Hag. Trên mạng xã hội, tiền vệ người Brazil của Ajax viết: "Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông ở câu lạc bộ mới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì đã dạy dỗ và trao cơ hội cho tôi. Hãy biết rằng tôi sẽ luôn sát cánh bên ông nếu ông cần tôi." Hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em. Đừng bỏ lỡ nhé! Tiết lộ lý do Pogba từ chối gia nhập Man City. Mặc dù đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man City, nhưng Pogba đã quyết định không chuyển đến sân Etihad vì lo sợ phản ứng của các cổ động viên Man United. Pogba hiện chỉ còn hơn một tháng hợp đồng với Man United. Tiền vệ người Pháp dường như sẽ rời sân Old Trafford vào mùa hè sau nhiều lần từ chối giãn hợp đồng với đội bóng. Theo The Times, Pogba đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1993 đã thay đổi quyết định vì lo sợ phản ứng của cổ động viên Man United. Nguồn tin này cho biết cuộc sống của Pogba tại Manchester sẽ trở nên tồi tệ nếu anh chuyển đến thi đấu cho Man City. Trước đây, Carlos Tevez đã chuyển từ Man United đến thi đấu cho Man City vào năm 2009. Tuy nhiên, quyết định của Tevez đã vấp phải phản ứng quyết liệt của huấn luyện viên Man United. Trong quá trình đàm phán, Man City đã sẵn sàng cung cấp cho Pogba khoản lớn khủng và cam kết về thời gian thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 đã nói với Man City rằng anh sẽ chuyển đến thi đấu cho đội bóng ngoài nước Anh. Hiện tại, Pogba nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng hàng đầu châu, trong đó Juventus và PSG là những điểm đến yêu thích của tiền vệ người Pháp. Trong tuần này, người đại diện của Pogba đã tổ chức đàm phán hợp đồng với Juventus. Trong khi đó, vào tháng trước, Pogba cũng đã gặp mặt với đại diện của PSG để bàn về bản hợp đồng mới. Chính thức, Dortmund sa thải huấn luyện viên trưởng. Sau một mùa giải trắng tay trên bộ đấu trường, Dortmund đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Marco Rose. Bundesliga 2021-2022 đã khép lại với vị trí á quân dành cho Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr kém nhà vô địch Bayern Munich 8 điểm và không thu về bất kỳ danh hiệu nào ở các đấu trường khác. Điều này khiến ban lãnh đạo Dortmund rất thất vọng và đi đến quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Marco Rose. Trang chủ Dortmund phát đi thông báo, Dortmund và huấn luyện viên Marco Rose đã chấm dứt hợp đồng. Sau một cuộc họp phân tích chuyên sâu về thành tích của mùa giải này diễn ra vào hôm thứ Năm, bao gồm Rose, Walker, York, Kay và Summer, câu lạc bộ đã đi đến quyết định dừng hợp tác và chúc cho Marco Rose gặp nhiều may mắn trong các công việc tiếp theo. Như vậy, Marco Rose chỉ tại vị ở Dortmund đúng một năm. Ở hè 2021, ông được đội chủ sân Signal Iduna Park bổ nhiệm sau khi gây ấn tượng ở RB Salzburg và Gladbach. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên 45 tuổi đã trải qua một mùa giải khó khăn ở đội bóng vùng Ruhr, dù sở hữu ngôi sao đình đám như Erling Haaland, Marco Reus, Thorgan Hazard hay Jude Bellingham. Mùa này, Dortmund chưa bao giờ thực sự gây khó khăn cho Bayern Munich trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Đội bóng của Marco Rose cũng sớm dừng bước ở vòng bảng Champions League trước khi tiếp tục gây sốc với thất bại trước Rangers ở playoff Europa League. Tỷ lệ giành chiến thắng của Marco Rose cũng rất thấp, chỉ là 57,45%. Sau 47 trận trên bầu đấu trường, ông chỉ mang về cho Dortmund 27 chiến thắng, còn lại thua 16 và hòa 4. Sa thải Marco Rose, Dortmund đang bắt đầu tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới để chuẩn bị cho mùa giải 2022-2023. Đội bóng áo vàng đen cũng chuẩn bị cho cuộc sống không có Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy sẽ chuyển sang qua áo Man City từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại tiệc thời trang bóng đá đã có mặt tại Thule Store rồi, phục vụ anh em từ A đến Z với sự chuyên nghiệp và tận tâm nhất. Bác nào là fan ruột của các câu lạc bộ bóng đá thì đừng bỏ qua nhé. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả.
Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé.